không bao quay lại. Cái kính này, cái kính nha, giảm thanh phải không ạ? Ừ. Nóng quá mà nó tắm thấy không? Con, con lên coi đi cho em nghỉ mệt. Nó tắm rồi, nó đi lên đi con hả? À, cọp này đang ngủ, ngủ ngửa mặt lên vậy đó hả? Nằm, nó nằm như đó. Làm gì vậy? Con bắt chước ngọn cái kiểu ngủ của nó coi. Gường mình nó không có chạy gì. Nó đâu có nghe đâu, ngoài này vách kính rồi. Thôi ba, mình lên cho mình coi đi. Rồi đi lên, lên coi đi. Lên coi nó còn gì đây. Ba nghĩ là gấu á. Con gì Khang? Ủa gấu nhỏ xíu vậy? Gấu đen. Gấu con hả? Không phải, cái loại gấu này nó ăn vậy á, chứ không phải gấu con. Ê... con coi này, gấu này gấu chó phải không? Phải gấu chó không? Coi bán hiệu coi. Ba hai nơi người ta cứ làm một bên cho nó chơi nữa. Đúng rồi, gấu này thích chơi một bên. Thích đu nữa. Rồi nó đi vô rồi. Rồi. Qua bên đây nè. Bên kia cũng có. Không mấy con gì. Thôi. À đây hai chú gấu này nữa nè. Vô đây mát, cho đây mát. Thôi đứng đây nè. Đây nè. Ơi. Rồi đi liền. Đi.
Sở thú này có rất là nhiều cái cây cổ thụ rất là đẹp, rất là to. Đây nè, ba đang coi cái cây. Ba đang quay cái cây đẹp quá nè. Rồi. Ơi, lại đây coi cái cây xà cừ bự lắm nè. Đây là long, cái cây rất là lo to là long. Đó. Con lại đứng ngay cái rễ cây nó coi. Con chỉ đúng rồi, cây đó rất là to, thấy không? Ơi. Ba này. Rồi đây ngồi kế anh hai đi. Con này là đẹp quá nè. Con gì vậy? À, khỉ râu trắng nè. Long. Lại con khỉ này đặc biệt lắm nè. Đẹp quá ha. Lông nó mượt, mà trên nó cái trán nó có cái đếm màu cam. Con này con khỉ sóc nè, con khỉ giống như con sóc nè. Khỉ nhỏ xíu như sóc nè. Mở chân thì con ngồi nghỉ đi. Cái nước đưa em, đưa nước cho em uống. Rồi đi mua chai khác. Con hồng hạt cái gì mà. Con cò đỏ. Rồi đi lại chỗ kia mua nước uống. Không có làm vậy. Cái nước thì đi lại kia mua nước uống. Ở đây có ai bán nước mà mua? Ở chỗ này thì hú mà nước đâu mà mua. Con phải đi tới chỗ con có bán nước mới mua được chứ. Kìa bên kia kìa, bên kia cái tiệm nước kìa. Bên kia kìa. Thank you.
Rồi mua đi.